Số 657 Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ Quyển 10 Phẩm 34 Pháp Môn Đức Phật Bảo Bồ Tát Kiến Ý Pháp là không nghĩ, không lường, không hình tướng, không tạo tác, không nhớ, không suy, thanh tịnh vi diệu, không chuyên, không có văn tự, cũng không ngôn thuyết, chẳng thể làm cho hiển lộ. Này Bồ Tát Kiến Ý, các pháp không hợp với các căn, không thể dùng trí tuệ để nhận thức, cũng không thể dùng vô trí để lãnh hội, chẳng có thể nhận thức, chẳng không thể nhận thức. Lần nữa này Bồ Tát Kiến Ý, pháp là do các duyên mà thành tựu, Như Lai có thể nhận thức, mà nhận thức của Như Lai ấy không thể ngôn thuyết. Nên Như Lai đem pháp chẳng thể thuyết để thuyết về các pháp ấy. Chỗ có thể thuyết về đạo đức là pháp môn. Vì sao? Vì dùng các hành ấn, ấn chứng lên tất cả các pháp khiến tạo được một vị. Này Bồ Tát Kiến Ý, các pháp là vô tận, là cõi tận cùng của sự vô tận ấy. Này Bồ Tát Kiến Ý, các pháp rốt ráo là không tăng, không giảm, hòa nhập vào cõi tận cùng. Do từ diệu nghĩa ấy nên Như Lai dùng ngôn ngữ văn tự phân biệt thuyết giảng. Này Bồ Tát Kiến Ý, từ cửa chữ A đi vào tất cả các pháp. Dùng cửa chữ A để phân biệt các pháp, trước là đi vào cửa chữ A, sau đấy mới đến các chữ khác lần lượt tiếp theo. Vì thế nên cho rằng từ chữ A biến hiện thêm tạo ra chữ, từ các chữ hợp lại thành ra các câu, dùng các câu để có thể thành các nghĩa. Do vậy mà Như Lai nói là từ cửa chữ A đi vào tất cả các pháp. Này Bồ Tát Kiến Ý, nơi pháp môn ấy những gì là pháp? Này Bồ Tát Kiến Ý, chỗ gọi là pháp ấy tức là xưa nay không hợp tác, không thuyết giảng, cũng không chỉ rõ, không nhận thức nên mới nhận thức được, không thuyết giảng nên mới thuyết giảng được, không chỉ rõ nên mới chỉ rõ được. Chữ A như thế là có thể tạo nên tất cả ngôn ngữ ấy, gọi là pháp môn. Nó khác thì nam thì nữ đi vào cửa ấy sẽ đạt được trí tuệ vô tận cùng biện tài vô tận. Những người đã được vô tận ấy có được sự vô tận về quá khứ, và trong sự tận cùng của vô tận đó là không hình tướng, không ngôn thuyết, vì mọi đối tượng của nhận thức đều là không thể nhận thức. Vì mọi đối tượng để chỉ dẫn đều là không thể chỉ dẫn, vì mọi đối tượng để phân biệt đều không thể phân biệt, nên được gọi là vô tận. Này Bồ Tát Kiến Ý, đó gọi là cửa. Đó là cửa gì? Nơi các pháp môn ấy. Từ những gì là pháp mà nơi Phật chẳng đạt được. Lại từ cửa ấy được quan sát tất cả các pháp dẫn vào sự dứt mọi tư duy. Vì sao? Vì tất cả ngôn ngữ đều là phi ngôn ngữ. Tất cả ngôn thuyết đều là không có tận cùng. Tất cả ngôn ngữ đều là không như, là như không, lìa như. Tất cả trí đều là phi trí. Này Bồ Tát Kiến Ý, đó gọi là kim cang cú vậy. Vì sao được gọi là kim cang cú? Nếu các pháp là không tạo tác thì nó cũng không thể hoại. Nếu không thể hoại nên gọi là kim cang cú. Các pháp là không nghiệp. Nếu đã không có nghiệp thì không có báo. Vì thế nên Như Lai nói tất cả các pháp là không nghiệp không báo, đó là pháp ấn. Như Lai ở chỗ có thể thuyết về nghiệp và báo là điều do thứ ấn ấy. Ấn ấy là không thể hủy hoại. Này Bồ Tát Kiến Ý, nó các thiện nam thiện nữ muốn nhận thức về nghiệp báo thì nên đi vào cửa ấy. Này Bồ Tát Kiến Ý, hết thảy các pháp là không đến không đi, đó là đi vào pháp môn. Ta từ cửa ấy vì chúng sinh mà thuyết giảng về mọi sai biệt của sinh tử. Này Bồ Tát Kiến Ý, nếu các thiện nam thiện nữ muốn đi vào cõi sinh tử của chúng sinh để có được trí tuệ thì nên dùng ấn ấy để đi vào, đó là pháp ấn. Danh là không văn tự, ấn cũng không làm chướng ngại cho ấn. Này Bồ Tát Kiến Ý, mọi nẻo ngôn thuyết của Như Lai đều xuất phát từ ấn ấy, hết thảy mọi thân đều là thân Như Lai. Vì sao? Vì tính của các thân ấy lại chẳng trái nhau. Phật dùng ấn ấy để nói về thân tướng của chúng sinh, đó gọi là thân ấn. Là dùng ấn ấy để diễn nói, làm hiển lộ tất thảy mọi thân tướng. Vì sao? Này Bồ Tát Kiến Ý, vì các pháp là không có môn nên chẳng có thể đi vào được. Các pháp không thể đi vào nó không đi ra, các pháp không lối ra nó không thể đi vào. Vì vậy mà Như Lai nó có chỗ nói đều không lìa, thì đó là nói về cõi không chướng ngại. Dùng cõi không còn chướng ngại để nói về tất cả các pháp. Cũng dùng cõi ấy để nhận thức về mọi chúng sinh theo sự thích hợp mà thuyết giảng. Này Bồ Tát Kiến Ý, cõi vô ngại ấy, tức là cõi vô biên ấy, tức là thể tánh của hết thảy chúng sinh, đó gọi là cõi môn. Tế môn, đi vào cõi môn ấy thì có thể mở ra giảng nói ngàn ức pháp tạng. Cái gọi là pháp tạng ấy tức chẳng phải tạng.
Này Bồ Tát kiến ý, trong các pháp tạng mà Như Lai đã từng thuyết pháp là đều thuyết vào cõi ấy, là có sắc tạng, tòa tưởng hành túc tạng. Tạng ấy là phi tạng, chẳng phải là tạng như là tạng tự tại. Đó gọi là các tạng đều dùng cửa chữ A để đi vào. Bây giờ Bồ Tát kiến ý thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, cửa ấy là hết sức thâm diệu. Đức Phật nói, này Bồ Tát kiến ý, ta chẳng giấy niệm đó là sâu xa hay nông cạn. Không nên giấy niệm là bạch Thế Tôn, Phật có thuyết pháp chăng? Này Bồ Tát kiến ấy không như hàng phàm phu, chỉ nói về nẻo thâm đắm của mình. Đây là chỗ lý giải đối với kẻ trí. Kia là Như Lai thuyết pháp như, mọi sở trí như thật của Như Lai là không thể chỉ rõ, không ngôn thuyết. Vì sao? Vì hết thảy các pháp là không thể nói về tướng của nó. Chỉ có bậc trí thì có thể nhận thức, hàng phàm phu nó có chỗ nhận thức thì đều vướng chấp ở phân tử. Vì thế nên Phật nói là mọi phân tử ngôn ngữ đều phi ngôn ngữ. Đức Phật lại bảo Bồ Tát kiến ý, tất cả các pháp giống như mặt trời mặt trăng, thanh tịnh theo chỗ xem xét đúng đắn mà đi vào, không có giới mức. Nên Bồ Tát kiến ý, hết thảy các pháp đều có thể tỏa sáng, soi sáng, có thể làm cho là ánh sáng của mọi thứ trí tuệ. Này Bồ Tát kiến ý, hết thảy các pháp là không hề có chỗ bị ngăn ngại, giống hơn như hư không. Này Bồ Tát kiến ý, hay có lối chấp theo hai pháp, trong ấy Như Lai nhận thức theo nhãn vô ngại. Này Bồ Tát kiến ý, đó gọi là pháp nhãn. Phật dùng pháp nhãn ấy để nhận thấy hình tướng của hết tại các pháp là không chướng ngại. Này Bồ Tát kiến ý, đó gọi là cửa không chướng ngại của các pháp. Các thiện nam, thiện nữ nếu đi vào cửa ấy thì mọi nẻo ngôn thuyết đều có lợi ích, đều không chướng ngại, đều làm rõ ý nghĩa sâu xa, đều nêu lên được diệu nghĩa dứt mọi tham đắm vướng chấp. Lại nữa, này Bồ Tát kiến ý, các pháp là không cấu, chẳng nhiễm, chẳng lìa. Này Bồ Tát kiến ý, các pháp là không trốn quan hệ nên không thể thọ nhận. Này Bồ Tát kiến ý, tất cả các pháp là vô biên, gốc ngọn không thể đạt được. Này Bồ Tát kiến ý, mọi chỗ dùng ngôn ngữ phân tử để thuyết giảng, cho nên biết là trong đó không có phân tử, cũng không có ngôn ngữ. Này Bồ Tát kiến ý, cái văn tự ấy làm sao có thể để đi vào? Là vì đã cho rằng pháp ấy là không có chướng ngại, đó chính là nẻo đi vào. Này Bồ Tát kiến ý, nẻo đi vào như thế tức gọi là chẳng phải đi vào, tức là hội nhập thể tánh của các pháp. Này Bồ Tát kiến ý, Như Lai những chỗ thuyết giảng về các cửa tam muội thì đó là những gì? Này Bồ Tát kiến ý, có tam muội nhất tướng, có tam muội trung tướng. Về tam muội nhất tướng, như có Bồ Tát được nghe nói về thế giới kia, có Đức Như Lai kia hiện đang thuyết pháp. Thì vị Bồ Tát ấy sẽ giữ lấy hình tướng Đức Phật kia ở đó trước mặt mình. Những hình tướng đó hoặc là lúc ngồi nó đạo tràng trên đất đạo quả chư thượng Bồ Đề và kê chuyển Pháp Luân, hoặc đang được đại chúng vây quanh và vì họ mà thuyết pháp, Bồ Tát giữ lấy hình tướng như vậy, khiến cho niệm không loạn nhằm nhiếp phục các căn, tâm không vọng động tán loạn mà là chuyên niệm về một vị Phật không rời bỏ duyên ấy, cũng nhớ nghĩ về hình tướng của Đức Phật nơi thế giới kia. Mà vị Bồ Tát đó ở nơi hình tướng của Như Lai và thế giới đó đã thông đạt, đã thông tỏ được nẻo vô tướng. Luôn thực hiện và quan tưởng như thế, không lìa duyên ấy, đó chính là lúc tạo được duyên với Phật để hiện ra nơi trước mặt mình thuyết pháp. Bây giờ Bồ Tát lại thêm tỏ ra cung kính lắng nghe, lãnh hội pháp ấy, theo chỗ tín hiểu sâu cạn mà càng tăng thêm sự tôn kính quý trọng Như Lai. Bồ Tát trụ nơi tam muội ấy, được nghe thuyết giảng về các pháp được dứt sạch hết mọi chấp vướng và hình tướng, nghe xong thì tọa trì và từ nơi tam muội đó xuất có thể vì bốn chúng mà diệu nói pháp ấy. Này Bồ Tát kiến ý, đó gọi là đi vào cửa tam muội nhất tướng. Lại nữa, này Bồ Tát kiến ý, Bồ Tát ăn trụ nơi tam muội đó có thể trở lại vì bỏ hình tướng Đức Phật đã duyên với mình, cùng hủy bỏ luôn về hình tướng chính mình và dùng sự hủy bỏ đó để hủy bỏ hết các pháp. Vì đã hủy bỏ hết thảy các pháp nên đi vào tam muội nhất tướng, từ tam muội đó xuất thì có thể vì bốn chúng mà thuyết giảng rõ về pháp ấy. Này Bồ Tát kiến ý, đấy gọi là đi vào cửa nhất tướng tam muội phương tiện. Là nữa, này Bồ Tát kiến ý, Bồ Tát duyên với hình tượng Phật ấy mà giấy suy nghĩ hình tượng đó từ chỗ nào đến, còn ta thì hướng tới cõi nào. Suy nghĩ như vậy thì liền nhận biết hình tượng Phật là không thể đâu đến cả, còn ta thì không đi tới đâu. Bây giờ Bồ Tát ấy suy nghĩ rằng tất cả các pháp cũng là như thế, đều là không tự đâu đến,
đi không đến đâu. Bồ Tát hành và niệm như thế thì không lâu sẽ đạt được pháp nhãn vô ngại. Đạt được pháp nhãn rồi, bèn nhớ nghĩ về sở tri của chư Phật thì các pháp thâm diệu đều hiện ra nơi trước mắt. Do từ các pháp thâm diệu đó mà đạt được biện tài vô ngại, tôi giảng nói dập pháp mà không vướng chấp Phật pháp, nên Bồ Tát kiến ý Như Lai ở đời quá khứ có được trí tuệ vô ngại, cũng ở trong các hình tướng của trí đều không có chướng ngại. Ở đời quá khứ cũng không tạo duyên, cũng chẳng phải là không biết, không theo các sự nhớ tưởng. Nên Bồ Tát kiến ý Bồ Tát cũng như vậy, an trụ nơi thân bụi ấy. Tuy diễn nói các pháp mà không thấy có pháp ấy, Bồ Tát an trụ nơi thân bụi đó để giúp sức tu tập theo chỗ được nghe về nhân duyên Đức Phật thứ nhì. Giờ lấy hình tướng nơi trước mắt mình, hoặc là hình tướng ngồi nơi đạo tràng trong đắc đạo quả cho Thượng Bồ Đề, hoặc hình tướng chỉ pháp luân, hoặc đang được đại chúng vây quanh và vì họ mà thuyết pháp. Bồ Tát cũng thọ trì các pháp của vị Phật thứ hai đó, không liền bỏ hình tướng Đức Phật gốc, cũng thấy Đức Phật ấy. Như vậy là Bồ Tát đó đã cùng duyên với hai Đức Phật, và lấy hình tướng nơi trước mắt mình để lắng nghe và lãnh hội các pháp được thuyết. Này Bồ Tát kiến ấy, đấy cũng gọi là đi vào cửa nhất tướng tâm muội. Lại nữa, này Bồ Tát kiến ấy, Bồ Tát chờ đã khéo tu tập về hình tướng của một vị Phật, nên theo ý tự tại muốn thấy chư Phật thì đều hiện ra nơi trước mắt. Này Bồ Tát kiến ý, ví như vậy thì kheo tâm được tự tại quan sát tất cả các nhập và cho lấy sắc tướng sanh, có thể đạt được sự tinh hiểu về tất cả thế giới đều một hình tướng sanh. Sau duyên của người ấy, chỉ mỗi sắc sanh quan sát hết thảy các pháp trong ngoài đều một màu sanh, tức ở trong duyên ấy đã có được lực tự tại. Này Bồ Tát kiến ấy, Bồ Tát cũng là như vậy, theo chỗ được nghe và tôn hiểu của chư Phật ở thế giới, nơi thế giới nào, thì liền giữ lấy hình tướng Đức Phật và thế giới ấy để đều duyên nơi trước mắt mình. Bồ Tát như thế là đã khéo tu tập về sự nhớ nghĩ duyên với Phật ấy, xem các thế giới tận cùng đều thành Phật, nên luôn khéo tu tập về lực quán tự đó, để có thể thông tỏ tất cả các duyên đều là một duyên, tức là duyên với Phật hiện tại. Đó gọi là đạt được cửa tam muội nhất tướng. Bồ Tát kiến ý thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, Bồ Tát dùng phương tiện gì để đạt được tam muội ấy? Đức Phật bảo Bồ Tát kiến ý, đối với việc duyên với Phật ấy, luôn nhớ nghĩ không chút tán loạn, không lìa duyên ấy, đó gọi là cửa tam muội. Nên Bồ Tát kiến ý, dùng một duyên ấy để có thể thông đạt các được các pháp, nhận thức về tất cả các pháp theo đều tương quan với nhau, đó là tam muội nhất tướng. Bồ Tát trụ nơi tam muội đó để đi lại đi vào pháp môn, đó là tất cả các ngôn ngữ đều là ngôn ngữ của Như Lai, hết tại mọi thân tướng đều là thân tướng của Như Lai, tức là không lìa như vậy. Lại nữa, này Bồ Tát kiến ý, Bồ Tát được nghe tôn hiệu của chư Phật hoặc 2, 3 tôn hiệu, hoặc 4, 5, hoặc 10, 20, 30, 40, 50, hoặc 100.000 vạn hoặc hơn số lượng ấy, một thời chuyên niệm đã hiện ra hết nơi trước mắt mình, cùng với các thế giới và chúng đệ tử. Để đều hiện cung kính tôn trọng, cũng nhớ nghĩ về Đức Phật ấy với đầy đủ diệu thân và hình sắc tướng hảo, để đều hiện ra nơi trước mắt và cùng cung kính tôn quý. Lại cũng nơi mỗi mỗi vị Phật đều nhận lấy 32 tướng của bậc đại nhân, cùng tướng bất hư hạnh, tướng sư tử phấn tấn, tướng vô kiến đỉnh, tướng tượng vương quán, tướng thủ đại quan, dùng sự tinh hiểu để tạo nên vô lượng hình tướng, cũng như lấy hình tướng của thế giới chư Phật, dùng sự tinh hiểu xem xét để tạo nên vô lượng hình tướng thanh tịnh, cũng như lấy hình tướng chúng đệ tử Phật, đem sự tinh hiểu xem xét để tạo nên vô lượng hình tướng. Bây giờ Bồ Tát khởi tư duy như vậy, chư Phật ấy là từ chỗ nào đến, còn ta thì đi nơi tới chỗ nào, tức thì là rõ được chư Phật cùng bản thân mình là không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Quan sát nhận thức như thế, tin tưởng lãnh hội như thế, lúc này Bồ Tát nghĩ trong các sự việc như vậy là không có pháp cố định. Đó gọi là Như Lai lúc quán tưởng như vậy, tức thì tỏ được hết thảy các pháp là không, là không hề có một tướng là vô tướng, dùng cửa vô tướng để đi vào tất cả các pháp theo sự tinh hiểu như thế để thông đạt tính chất nhất tướng của hết thảy các pháp. Này Bồ Tát kiến ý, Bồ Tát có thể tạo duyên với chư Phật luôn nhớ nghĩ về một xứ, đó gọi là cửa tam muội chúng tướng. Này Bồ Tát kiến ý, nếu vị Bồ Tát nhập pháp tam muội ấy
Tất thông tỏ về một tướng của các pháp là vô tướng, đấy là tam muội chúng tướng. Bồ Tát an trụ nơi tam muội ấy thì mọi sở tri sở kiến không gì là không Như Lai, đó cũng chẳng tri chẳng kiến về Như Lai. Mọi sở tri kiến đều là pháp, nhưng cũng không có kiến về pháp. Mọi tri kiến hiện có đều là đệ tử Phật, nhưng cũng không có tri kiến về chúng đệ tử Phật. Mọi sở tri kiến không gì là không thuyết pháp, nhưng cũng lại không có tri kiến về thuyết pháp. Mọi tri kiến hiện có đều là duyên ấy, nhưng cũng không thấy duyên. Mọi sở sở hữu tri kiến đều là biện tài, nhưng cũng không thấy có biện. Mọi tri kiến hiện có không gì là không cõi Phật, nhưng cũng không thấy có cõi Phật. Mọi tri kiến hiện có đều là thế giới, nhưng cũng không thấy thế giới. Mọi tri kiến hiện có đều là chúng hội, nhưng cũng không thấy có chúng hội. Không pháp nào là không thuyết giảng, mà cũng không thấy có chỗ thuyết. Không pháp nào là không hiện ra, mà cũng không có chỗ hiện. Không gì là không tin hiểu, mà cũng không thấy có sự tin hiểu ấy. Không gì là không nhận rõ, mà cũng không thấy có sự nhận rõ. Không pháp nào là không bị hoại, nhưng cũng không có chỗ hoại. Không pháp nào là không xuất, nhưng cũng không có chỗ xuất. Không pháp nào là không tỏa chiếu, nhưng cũng không tỏ chốn tỏa chiếu. Này Bồ Tát kiến ý, đó gọi là cội tam muội cho Bồ Tát. Người đi vào cõi ấy thì sẽ ở nơi các pháp đạt được trí vô ngại, có thể quán tưởng như thế, thì gọi là nhãn vô ngại. Ở trong sự việc đó cũng không còn tham đắm vướng mắc, thì đó là pháp nhãn. Này Bồ Tát kiến ý, Bồ Tát dùng pháp tam muội ấy đã có được vô biên biện tài vô ngại. Bây giờ Bồ Tát kiến ý thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, có được bao nhiêu vị Bồ Tát ở đời vị lai thành tựu được pháp tam muội đó, để có thể đạt được vô lượng cho biên biện tài? Những gì sẽ giúp cho các vị Bồ Tát ở đời vị lai thành tựu được pháp tam muội ấy, để có thể đạt được vô lượng cho biên biện tài? Đức Phật nói để Bồ Tát kiến ý: Bồ Tát nếu ở đời sau này từ chỗ các vị tỳ kheo được nghe pháp tam muội ấy, thì nên biết là vị tỳ kheo đó đã thành tựu được pháp tam muội ấy, có thể đạt được vô lượng do biên biện tài. Này Bồ Tát kiến ý, như chỗ Bồ Tát đã hỏi, có bao nhiêu vị Bồ Tát thành tựu được pháp tam muội ấy đã có được vô biên biện tài, thì đã có người từ tu tập pháp tam muội đó thì đã có thể thành tựu được và cũng đạt được vô lượng do biên biện tài. Này Bồ Tát kiến ý, cửa ấy có thể mở ra 800 pháp tạng hiện tại ở cõi Đức Phật A Xuất. Các vị Bồ Tát ấy ở đấy luôn dùng cửa đó. Này Bồ Tát kiến ý, ở nơi một cửa ấy thâu nhiếp tất cả pháp môn cùng các cửa tam muội, đấy gọi là trùng của môn. Vì vậy này Bồ Tát kiến ý, lấy người theo đúng pháp môn đi vào pháp môn tất cửa tam muội trùng của môn ấy, thì phải nơi gần gũi các bậc thiện tri thức để học hỏi, luôn hỏi làm thế nào để thực hiện, để quan sát làm thế nào để tu tập, sẽ tùy theo sự chỉ giáo của các bậc thiện tri thức ấy mà tu hành. Này Bồ Tát kiến ý, như có bốn pháp, theo đấy sẽ biết đó là bậc thiện tri thức. Những gì là bốn pháp? Một, có thể khiến cho con người đi vào các pháp lành. Hai, có thể ngăn chặn các pháp bất thiện. Ba, có thể khiến cho con người an trụ nơi chánh pháp. Bốn, luôn có thể tùy thuận giáo hóa. Có được bốn pháp ấy thì sẽ biết được ngay là bậc thiện tri thức vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ ý nghĩa ấy nên nói bài kệ: Đến gần thiện tri thức, ngăn chặn các pháp ác, năng giảng pháp Phật khen, người ấy đến gần gũi theo Phật đạo giáo hóa, khiến người ấy khiến người giải pháp lành, an trụ theo đúng nẻo, trí tuệ thêm tăng trưởng, gắn gần pháp nên gần, nên lìa pháp phải xa, lìa nơi các pháp ác nên tu các pháp Phật. Nếu muốn được biện tài còn mở mang trí tuệ, nên xuyên tu định ấy, luôn gần thiện tri thức, theo chỗ dạy tu tập, nơi pháp không mù quáng, tôi mong đạt pháp lành, cũng vì người khác giảng. Dốc tâm hành pháp ấy, xa lìa mọi vô định, luôn gần thiện tri thức, tu tập pháp như vậy, do gần thiện tri thức, nên xa tri thức ác, từ đấy đạt đa phân, mau chứng tam muội đó. Lại nữa này Bồ Tát kiến ý, như có được bốn pháp thì sẽ biết đó là hình tướng bậc thiện tri thức, chẳng chỉ là bốn pháp ấy. Đó là khi biết giáo hóa, khi biết tu tập đạo pháp, biết giáo hóa lỗi lầm, biết tu tập sửa đổi lỗi lầm. Này Bồ Tát kiến ý, có được bốn pháp ấy thì sẽ biết được đó là bậc thiện tri thức.
Bây giờ Đức Thế Tôn đọc bài kệ, biết khéo hóa tu đạo, còn biết lỗi lầm kia, đã biết rõ pháp ấy, nay trụ pháp vô ngại. Này Bồ Tát kiến ý là có bốn pháp, nhờ đấy sẽ biết được đó là thực tướng của bậc thanh tịnh. Nhớ giờ là bốn pháp, đó là biết phong thổ, biết phương ngữ, biết người và biết mình. Làm thế nào để biết phong thổ? Ấy là theo người để biết. Làm thế nào để biết người? Theo chỗ hành động của người ấy để biết. Người ấy ở nơi có nhiều tham dục, người ấy ở nơi có nhiều giận dữ, người ấy ở nơi có nhiều suy muội, người ấy ở nơi có nhiều tham dục rõ rệt, người ấy ở nơi có sân hận rõ rệt, người ấy ở nơi có si mê rõ rệt, người ấy ở nơi có tham dục giận dữ rõ rệt, người ấy ở nơi có tham dục si mê rõ rệt, người ấy ở nơi có giận dữ si mê rõ rệt, người ấy ở nơi có cả tham dục giận dữ si mê rõ rệt. Chúng sinh đều ở những nơi có ba pháp bất thiện ấy, thể đều có thể nhận biết. Rồi nhận biết rồi thì tùy theo nơi ở để có sự giáo hóa thích ứng, theo vô số được an vui của các vị Bồ Tát, để có thể nhận biết. Này Bồ Tát kiến ý, nếu người thành tựu được bốn pháp ấy thì sẽ biết đó là bậc thiện tri thức. Này Bồ Tát kiến ý là có bốn pháp, nhờ đó sẽ biết được đúng là bậc thiện tri thức. Những gì là bốn pháp ấy? Đó là có thể điều phục ngôn ngữ khiến người an trụ trong chánh pháp tâm diệu, có thể tùy theo hoàn cảnh và giáo hóa theo đúng sự vận hành của thời thế hoàn cảnh. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: biết nẻo hành của người, các chốn đều sai khác, biết theo chốn giáo hóa nên mong được thành tựu. Đang thuyết pháp chế ngự khiến trụ pháp thâm diệu, theo thời mà chế trách cũng tùy thời biến đổi. Tuy có lời khôn khéo, trái thời chẳng nên nhận, vì thế bậc có trí theo thời mà thuận lìa. Hôm nay Bồ Tát kiến ý là có bốn pháp, theo đấy sẽ biết được là bậc thiện tri thức đúng nghĩa, có thể khiến mọi người tu tập pháp tam muội ấy. Nhận ra là bốn pháp đó, đó là có khả năng khiến đệ tử xuất gia tu hành xa lìa, là có thể khiến người đi vào các pháp quán tâm diệu, có thể khiến an trụ vững vàng nơi tất cả duyên mà không chút trở ngại trong việc nỉ bỏ các hình tướng. Này Bồ Tát kiến ý, có được bốn pháp đó thì sẽ biết đấy là bậc thiện tri thức. Đức Phật bèn nói bài kệ: nếu người khen xuất gia cũng hành lìa nơi chốn, khiến đệ tử an trụ, đó là thiện tri thức, khiến trụ nghĩa bậc nhất nơi pháp tối thâm diệu, trụ vững nơi vô tướng là chân thiện tri thức. Lại nữa, này Bồ Tát kiến ấy, Bồ Tát nếu thành tựu trọn vẹn bốn pháp thì có thể tu tập được pháp tam muội ấy. Những gì là bốn pháp đó? Ấy là lìa bỏ tâm ý của cá nhân mình mà thuận theo sự chỉ dạy của thầy, để xa lìa các duyên, vì pháp tam muội đó mà luôn siêng năng tinh tấn, không chút trễ nải ngừng nghỉ, cũng nhằm đạt được pháp tam muội ấy nên luôn an vui rồi nơi chốn vắng vẻ, xa lìa mọi chốn náo nhiệt rối rắm. Bồ Tát nếu thành tựu được bốn pháp ấy thì có thể tu tập đạt được pháp tam muội kia. Này Bồ Tát kiến ý, Bồ Tát lại có bốn pháp, nhưng để có thể mau chóng đạt được pháp tam muội kia, những gì là bốn pháp đó? Đó là luôn giữ lấy hình tướng Đức Phật, cho đến cả trong giấc mộng cũng thấy Đức Phật, khi gắn bó với hình tướng thuyết pháp, cho đến cả trong giấc mộng cũng được nghe thuyết pháp. Là vì chúng sinh mà thuyết giảng không hề biết mệt mỏi, đạt được pháp nhẫn tâm diệu để dứt bỏ sự ràng buộc của các pháp, hành động không có sự nương tựa vào định, tâm luôn thuận hợp trong sự xa lìa hay gắn bó. Này Bồ Tát kiến ý, Bồ Tát có được bốn pháp ấy thì có thể mau chóng đạt pháp tam muội kia. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: người ấy không rời hình tướng Thế Tôn, luôn chuyên tướng Phật, trước mắt chẳng lìa, luôn gặp gỡ Phật 32 tướng, nghe Phật thuyết pháp, gắn bó tướng ấy, thật không thoái chuyển, đạt được pháp nhẫn, không dựa thiền định, tâm vui thuận lìa, do pháp chẳng diệt, hủy hoại các pháp chẳng pháp, nẻo vui người ấy, lúc quán các tướng không chốn phân biệt, tên hiệu các pháp đều là thân Phật, chẳng vướng ngôn từ, không theo lời khác. Tôi biết tướng ấy cũng vì người tuyết, Bồ Tát nếu đạt pháp nhẫn như thế, đó là bậc trí, đa tam muội ấy gần thiện tri thức, tu pháp Phật khen, giáo hóa chúng sinh. Tu pháp định sau Bồ Tát kiến ấy, nó có bốn pháp và đang tu tập đạt tam muội ấy. Những gì là bốn pháp đó? Đó là khi biết hình tướng các duyên, khi phân biệt được các duyên, khi biết sự biến chuyển của duyên và khi biết được gốc của sự hành hóa. Có được bốn pháp ấy thì có thể mau chóng thành tựu thông tỏ pháp định ấy. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: Bồ Tát Đa Văn cùng hữu trí, nên vì người thuyết tha mùi ấy, lại theo chư Phật nghe pháp lành, cũng nên vì người mà thuyết giảng.
diễn với thân Phật diệu lai tướng, tu pháp tam muội tịch diệt đó, ở nơi thân tướng chư Thế Tôn, dự độ vô số tướng sai biệt, thân tướng giới 32 tướng, tướng hình, tướng sắc, tướng tỏa sáng, dung mạo đôi mày, nét bạch hào, nên dự tướng đại nhân như vậy, như lấy các tướng lên trước mắt, nên luôn xem xét tướng sai khác, cũng gian giới mỗi mỗi chi tiết, cho lấy một pháp làm thân Phật. Dùng tâm phân tích thân chư Phật, tâm ấy vô hình, bạn tánh tịnh, mọi vọng theo duyên niệm niệm dứt, nơi duyên cùng sinh các tướng lạ. Do đó, tướng tâm chẳng ngừng nghĩ, nên biết duyên ấy cũng sinh diệt, pháp đó đều từ phân biệt sinh, dứt mọi phân biệt đạt an lạc. Khi biết tánh tâm là tướng chuyển, còn đó các duyên là tướng chuyển, biết thế gian không như ánh lửa. Do đó được vậy niệm chẳng loạn, nên đoạn nghĩa các pháp như thế liền biến hóa thành nhiều tướng Phật. Mà nơi tướng Phật không tham vướng, nên đoạn thế gian thảy là không. Ở nơi các duyên không chấp tướng, nên biết thân tâm là tướng chuyển. Nơi pháp như vậy nên thông đạt, nên chống đạt pháp tam muội ấy. Nơi lúc thuyết pháp hiện thần lực, cũng vốn thuyết giảng dứt lỗi lầm, cũng khiến chúng sinh khởi phước lành, có mau chóng đạt pháp như vậy. Này Bồ Tát kiên ý, Bồ Tát có bốn pháp, nhờ đã có thể thành tựu được pháp tam muội ấy. Và khi đã thành tựu được rồi, chúng có thể vì người khác mà thuyết giảng. Những gì là bốn pháp đó? Ấy là, vì nhằm đạt được pháp tam muội nên luôn siêng năng tu tập không dừng nghỉ, ngày đêm đi kinh hành. Những lúc sắp an tọa thì trước hết nhớ nghĩ đến chư Phật, tọa nơi đạo tràng như hiện đang có nơi trước mắt mình, đem pháp thí cho mọi chúng sinh không chút tiếc rẻ. Đối với người thuyết pháp nên xem như bậc Thế Tôn phân tích ở thân mình, chứ không dựa nơi pháp, đem sự không thương chịu tựa ấy để vì chúng mà thuyết pháp. Bồ Tát phải nên hạnh hóa như thế, nhớ nghĩ như thế, duyên hợp như thế, thì sẽ an ổn nơi pháp tòa mà có thể hành hóa pháp thí rộng khắp, đạt được pháp tam muội ấy. Hoặc có Bồ Tát từ pháp tòa đứng lên thì cũng đạt được pháp tam muội. Lại nữa, này Bồ Tát kiến ý, Bồ Tát nếu thành tựu bốn pháp thì sẽ đạt được pháp tam muội ấy. Những gì là bốn pháp đó? Bồ Tát làm người xuất gia, tu hạnh xa lìa, rời bỏ những chốn quen thuộc ồn ào náo nhiệt, chỉ sử dụng ba loại y và xa lìa mọi thâm đắm ràng buộc. Đối với chúng tại gia cũng như xuất gia, không tạo nên các mối quan hệ gắn bó, nên lìa bỏ sự giao tiếp không đúng lúc, đạt được pháp nhẫn thâm diệu, an lạc giới đạo không tịch. Này Bồ Tát kiên ý, Bồ Tát thành tựu trọn vẹn bốn pháp đó thì tất đạt được pháp tam muội. Này Bồ Tát kiên ý, Bồ Tát tại gia đã thành tựu được bốn pháp này thì cũng có thể đạt được pháp tam muội ấy. Những gì là bốn pháp đó? Bồ Tát nếu ở gia đình mình thọ trì năm giới, thường ngày một lần mang thức ăn đến cúng dường ở các tháp miếu, nên học rộng nghe nhiều, để thấu đạt các kinh luận, cũng nên gần gũi với bậc thiện tri thức, có khả năng giáo hóa pháp tam muội ấy. Này Bồ Tát kiên ý, Bồ Tát tại gia nếu thành tựu bốn pháp ấy thì có thể đạt được pháp tam muội kia. Lại nữa, này Bồ Tát kiên ý, Bồ Tát dù tại gia hay xuất gia, nếu thành tựu được bốn pháp này thì sẽ đạt được pháp tam muội ấy. Những gì là bốn pháp? Một, đó là giáo giới đầy đủ, cùng thực hiện cuộc sống thanh tịnh, để mọi nghi hoặc bị nhằm đạt pháp tam muội ấy, nó không tham tiếc thân mạng, không dựa nơi pháp. Ba, tuần hợp với những điều được nghe, cùng sự giáo hóa của người, đạt được pháp tam muội ấy. 4. Đối với người đó, nó sinh tưởng như đối với bậc Thế Tôn. Lúc tu tập pháp tam muội niệm Phật như vậy, phải nên lìa bỏ tâm tham lam kiêu kiệt. Này Bồ Tát kiến ý, nếu hàng Bồ Tát tại gia xuất gia có được bốn pháp ấy thì tất sẽ đạt được pháp tam muội kia. Này Bồ Tát kiên ý, nếu có người phát tâm đại thừa nhằm đạt được pháp tam muội ấy thì phải kháng sức tu tập bốn pháp này. Những gì là bốn pháp? Một, đó là nên thuận quán tưởng về thân, không giấy chấp về sự hiểu biết đối với thân. Hai, nên thuận quán tưởng về thọ, không giấy chấp về sự hiểu biết đối với thọ. Ba, nên thuận quán tưởng về tâm, không giấy chấp về sự hiểu biết đối với tâm. Bốn, nên thuận quán tưởng về pháp, không giấy chấp về sự hiểu biết đối với pháp. Này Bồ Tát kiên ý, Bồ Tát nếu thành tựu được bốn pháp ấy thì sẽ trợ giúp cho sự thông đạt pháp tam muội kia. Bây giờ Đức Thế Tôn nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa ấy, đã nói bài kệ: Bồ Tát nên tu tập niệm sớ Phật ngợi khen, nẻo hành của tỳ kheo, nên đạt tam muội ấy, và nên phân tích
thân cũng chẳng nên nương cậy, đem tâm dứt dựa nương sẽ đạt tới mùi ấy. Nơi tâm thọ các pháp cũng không chốn nương tựa, pháp ấy chẳng nghĩ bàn sẽ đạt tới mùi đó. Nên tu tập tứ thiền cùng tu bốn chánh cần, chẳng chấp vướng pháp ấy sẽ được tới mùi đó. Nên bốn như ý túc cũng bốn trí vô ngại, nếu tu tập pháp ấy chớ sinh tâm tham tiếc, phải an trụ trong giới, gần gũi thiện tri thức, bậc dạng tá mùi đó, nên kính như Thế Tôn, lấy đa văn làm gốc, từ đấy khởi tá mùi, theo nẻo chư Phật thuyết, theo đúng giáo tu học. Đó chính là thượng nhãn, pháp nhãn không gì hơn, trong ấy không chướng ngại, đem giáo hóa muôn loài, là gốc của mọi kinh, năng sinh pháp đa văn, bồ đề từ đấy thành, vì thế nên tu học. Chư Phật trong mười phương, với bốn trí vô ngại, đều từ trong ấy sinh, vì vậy nên tu tập. Bồ Tát năng đạt được tam muội như Phật dạy, người ấy lúc thuyết pháp biện tài thật vô tận, người ấy đòi các pháp thông tỏ được mọi tướng, như biển không thăng giảm, chẳng bao giờ cạn kiệt. Nếu được tam muội ấy, không theo nẻo kẻ khác, nếu lúc nghe nhận pháp chẳng xem người khác thuyết. Chư thiên thần long phương dạ xoa khẩn đà la cùng chúng nhân phi nhân xem Bồ Tát thuyết giảng, đều nói làm sao trụ, làm sao để tu học, theo đâu được pháp ấy. Xin vì chúng tôi giảng, trụ nơi tam muội đó rõ tâm sâu muôn loài, cũng rõ nẻo tâm vui, tùy ý mà thuyết pháp. Này ta trong cái nói có nói về chư Phật, do trụ tam muội đó nên thấy rõ tôn hiệu, còn biết được chư Phật cho nói vô số pháp, theo tâm chuyên các niệm tức thì đều biết rõ. Hết thảy chư Thế Tôn với mọi chúng đệ tử do trụ nơi tam muội nên thể đều thấu đạt, rồi thế giới chư Phật độ mọi vẻ trang nghiêm cũng rõ về tọa lượng đạt được tam muội ấy, rồi các kiếp số năm cùng tháng ngày thời tiết trong mười phương thế giới chư Phật lỗ túc tôn đều rõ chư Phật ấy, còn biết các cõi Phật và các bậc Thế Tôn giới tượng ấy tôn hiệu khéo tu tam muội đó, nên thể đều thông tỏ cũng rõ chư Thế Tôn với mọi chúng đệ tử và chúng mà thuyết pháp, thể đều thông đạt tất nẻo hành hết thảy Phật cùng các pháp thâm diệu khéo học pháp tam muội, nên thể đều thông tỏ ở nơi đời vị lai vô lượng chư Thế Tôn tôn hiệu cùng chúng tánh, thể đều được thông đạt, còn biết được thọ mạng cùng các chúng đệ tử các kinh pháp giảng thuyết, thể đều thông tỏ tất rõ thế giới chư Phật với độ vẻ trang nghiêm. Chư Phật diệt độ rồi thời gian chánh pháp trụ an trụ nơi tam muội, thể đều tỏ mọi sự, nên kẻ cầu đa văn sẽ tu tam muội ấy, thường tu tam muội ấy thấu đạt mọi diệu nghĩa, nên biết tam muội đó cử đầu vào trí Phật, theo đấy chúng sinh khởi cũng sinh trí tuệ Phật, cũng từ đó sinh ra vô lượng các phước đức. Nếu có người phát tâm còn bồ đề vô thượng cùng hết Phật quá khứ và các chúng đệ tử, cúng dường mỗi Phật cùng với chúng đệ tử bó đầy khắp tam thiên, là thế giới cho báu, đem từng ấy của báu đầy khắp trong một kiếp, đều cúng dường như vậy chư Phật và thánh chúng ở trong đời vị lai với độ cho Thế Tôn cũng đều dốc cúng dường, cũng cùng với chúng đệ tử kiên ý. Phải nên biết phước đức kẻ ấy được cầu pháp Phật vô thượng trí chẳng thể nghĩ bàn. Nếu người cầu Phật đạo tu tập tam muội ấy, từ pháp tam muội đó đa văn tam thù đã được đa văn rồi, về chúng sinh giảng khắp phước ấy vượt hơn kia chẳng thể lượng tính nổi, phước đó không hạn lượng, giúp trí tuệ tăng trưởng, nên tu tam muội ấy và phải cúng dường Phật như đem các hương hoa y phục cùng thuốc men cùng cúng dường chư Phật, chứ phải đúng cúng dường Như Lai tọa đạo tràng chỗ đạt pháp vi diệu. Nếu người siêng tu học, đó chính cúng dường Phật. Nếu người cầu Phật đạo muốn được thấy chư Phật, nên siêng tu pháp ấy chống đạt pháp tam muội. Nhưng nghe tam muội ấy liền sinh tâm vui mừng, nên biết chúng sinh đó từng thấy hàng ngàn Phật. Lời nói này Bồ Tát kiến ý, nếu các hàng thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo cúng dường cho việc tôn tạo sửa sang tháp miếu của Như Lai, thì sẽ đạt được đầy đủ bốn nguyện lớn thanh tịnh. Những gì là bốn? Một, đó là có thể được thân sắc tịnh diệu bậc nhất. Hai, thường được sinh ở nơi chốn không có các nạn, có thể kiên tâm thọ trì các pháp lành. Ba, được thấy chư Phật,
có được lòng tin dần dà phát triển, không gì hủy hoại được. 4. Sẽ đạt được đạo quả vô thượng bồ đề, chỉ bánh xe chánh pháp thâm diệu. Đó là bốn nguyện lớn thanh tịnh. Bây giờ Đức Thích Tôn muốn làm rõ ý nghĩa ấy nên nói bài kệ: cả thế nên cúng dường, tôn tạo tháp miếu Phật, đồ ca nẻo Phật khen. Bốn thứ pháp tịnh lớn thường sinh chốn lìa nạn, luôn có được chánh kiến, luôn được thấy chư Phật, thấy rồi tâm được tịnh, đạt tâm tính vững chắc. Chẳng động như tôi di, tất đạt được trí Phật, chống chuyển pháp vô thượng. Phẩm 35. Dặn dò gia phó. Lại nữa này, Bồ Tát kiên ý, nếu các hàng thiện nam thiện nữ phát tâm cầu pháp đại thừa, hoặc Phật còn tại thế hay sau khi diệt độ, dùng các chuỗi hoa anh lạc hoặc dùng hương hoa dâng lên cúng dường, do từ nhân duyên ấy mà đạt được tám thứ phước đức đầy đủ, đó là thân sắc đầy đủ, của cải vật dụng đầy đủ, quyến thuộc đầy đủ, giữ giới đầy đủ, thiền định đầy đủ, đa văn đầy đủ, trí tuệ đầy đủ và sở nguyện đầy đủ. Đấy là tám thứ phước đức đầy đủ. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ ý nghĩa ấy nên nói bài kệ: như kẻ cầu Phật đạo, cúng dường tháp miếu Phật, đời đời được phước báo, Bồ Tát nên lắng nghe, thường thân sắc đầy đủ, kẻ ấy tâm được định, phước đức của cải nhiều, là được quyến thuộc tốt, an trụ nơi giới luật, nên hội nhập thiền định, được trí tuệ đa văn, mênh mông như biển cả, mọi sở nguyện thông đạt, ta đều được thành tựu, bậc tôn quý trong đời, phước điền tốt bậc nhất. Do từ căn lành ấy, được 32 tướng, các tướng đều hiện rõ, thân tướng luôn trang nghiêm, nơi mỗi mỗi tướng đó, các vẻ đẹp tô điểm, trong mỗi mỗi tướng ấy có 80 vẻ sáng, nơi mỗi mỗi vẻ đó ánh sáng luôn trong suốt, ở 80 vẻ đẹp cũng tỏa ra ánh sáng. Từ các nghiệp duyên lành cũng từ nguyện năng sinh, theo các nguyện sai khác nên được tướng như thế, đủ luôn tướng rõ nét, dùng vẻ đẹp trang nghiêm, đủ phước đức thần lực, người nên nhất tâm nghe, ta nơi chân tay này, tướng tốt nên chiếu sáng, ánh sáng tên cực cao, an trụ ở trong ấy, nên phóng khắp hào quang, giống như ngọc đáng quý, hào quang như phần trăng, ở nơi núi Tu Chi, có tướng nên kiên tên kiên lập, kiên tập, 80 vẻ ức vẻ sáng, mọi vẻ đều mang tên, cũng đều có sắc tỏa, ta từ một nét sáng, phát ngàn thứ sắc quang, quan sắc, về quanh khắp đại thiên, phương hạ làm Phật sự, ta nay nếu phóng khắp, nếu sáng của nghiệp lành, thế giới hoặc lớn nhỏ, hết thảy đều mờ mịt, hào quang ấy hiện vô lượng Phật, đều đến khắp mười phương thế giới, giáo hóa chúng sinh làm Phật sự, những diệu lực thần thông như thế, ta có pháp tam muội tỏa khắp, dùng tam muội ấy thấy thế giới, tam muội ấy tên Tu Di Tướng, trong đó ánh sáng tên Thiện Pháp. Có tam muội tên Thủ Lăng Nghiêm, là tối thắng trong tất cả pháp, dùng nhân tâm tịnh nên đạt được, thông tỏ mười phương không ngăn ngại. Có người thấy Phật hiện diệt độ, hoặc được thấy Phật mới vào tai, người được thấy sinh vô sở ý, tâm ấy an tĩnh đi bảy bước. Hoặc có người thấy tọa đạo tràng, cho ta nay vừa mới thành Phật. Là có người thấy chuyển pháp luân, hay thấy tu tập Bồ Tát Đạo, các vị xem lực tam muội đó, Phật trụ đúng ấy được tự tại. Có người biết ta số kiếp thọ, hoặc biết được ta tọa độ kiếp, lại thấy ta tọa một tiểu kiếp, hoặc hai ba bốn hay hơn thế, hoặc thấy ta thọ một ức năm, lại thấy nhiều hơn hay lại ít. Người ở cõi Diêm Phù Đà này biết ta thọ mạng 80 năm, lại thấy ta thọ một ngày đêm. Hai người biết ta thọ lâu dài, như có cõi Tam Thiên Đại Thiên cho ta thọ thiên thêm một ngày đêm ngày, ta biết kẻ ấy tâm an lạc, theo chỗ duy ấy mà thuyết pháp, từ chỗ thích ứng mà thể hiện, mỗi mỗi tự cho là ta thuyết, được thấy hoan hỷ sinh tinh hiểu, diệu lực thần thông Phật ít có. Như ta chỉ ông việc phải làm, hết thảy phàm phu đều lầm dối, mà nếu hành hóa của Như Lai, các vị dù thấy cũng chẳng rõ. Bồ Tát như tọa nẻo ta hành, người ấy đủ sức chuyển pháp luân, mọi kẻ thuyết pháp đem an lạc, chẳng thể biết tận nẻo ta hành, nếu chẳng thể biết nẻo phổ trí. Người ấy chỗ thuyết thật nông cạn, nếu nghe pháp ấy tâm thoái chuyển, ta do lẽ ấy nên không nói. Nếu người biết rõ nẻo phổ trí, người ấy tâm không hề thoái chuyển, rồi biết rõ hết thảy pháp đều bình đẳng. Người ấy thuận theo nẻo ta hành, kiên ý nên biết các kênh đó, nơi đời về sau không người nhận, chỉ trừ hội này tám Bồ Tát,
nay ở trước ta chắp tay đấng. Khi ấy nên biết các vị ấy ắt rõ nẻo thâm diệu ta hành, cũng là hội trước đấng cầu pháp, chư đốt sáng loà đúc Phật pháp. Thường dạy chúng sinh tâm bồ đề, luôn vì cho Phật nẻo khen ngợi. Như nay đang đứng ở trước ta, trước Phật quá khứ cũng như thế, như hằng sa số chư thế tôn, người ấy đều hiện đứng ở trước thời 500 người cũng đứng dậy chắp tay thưa rằng xin hộ pháp, đều là hàng hộ pháp theo Phật. Khi ấy ông cũng trong số ấy, là có 80 vị Bồ Tát đều nhằm giúp hộ trì Phật pháp. Bà Thế Tôn, con ở đời sau tọa trì pháp Phật hành đúng nẻo, trong đời đục loạn đầy sáu ác, thuyết giảng rộng khắp pháp chủng ấy. Thế Tôn bèn lần lượt tỏ ký, liền vút lên không bảy đa la. Tới 10 ức người hết sức vui, và mỗi tự nghe được tọa ký. Bây giờ Phật bảo A Nan rằng, ông trong đời sáu ác sau này tọa trì các kinh như thế chăng? Thưa rằng, Thế Tôn con chẳng cam. Phật biết nên hỏi Đại Ca Diếp, ông nên sau khi ta diệt độ tọa trì các kinh như thế chăng? Thưa rằng, Thế Tôn con chẳng cam. Con đang nắm giữ cõi tam thiên, còn biển lớn nước và núi rừng, rừng núi, mọi vật nặng nhẹ thể giữ được, chẳng thể đời ác hộ trì pháp. Đời nay tỳ kheo nhiều xấu kém, chẳng theo giáo pháp của Thế Tôn. Huống chi Thế Tôn đã diệt độ A Tinh thọ nổi kinh diệu ấy, tất sẽ trả lời con nói thế. Tuổi cao già cả trí tuệ kém, làm sao dẫn dạy nổi chúng tôi, là hạng lợi căn thông tỏ nghĩa. Thế Tôn hội sâu ác như vậy, vui đời, ham đọc sách ngoại đạo, để bỏ nẻo diệu lạc thiền định, thay đầu chưa đắm nẻo thế sự. Nhiều dục khó đầy, không biết chán, tham đắm vị ngon, cầu lợi dưỡng, con chẳng thể cứu kẻ ác đó, trông thấy con càng thêm ưu não. Con lúc ở nơi riêng vắng lặng, thất phạm cho thiên đến nói rằng, Thế Tôn con thuyết pháp như thế, khiến nhiều chúng sinh trụ đạo thánh. Các ba tỳ kheo đạt vô lậu, cùng được thần tâm đến bờ giác. Con được nghe vậy tâm vui vẻ, nên đáp lời rằng, nào đủ lạ. Nơi đời ác sâu thích phạm thiên, là đến chỗ con than khóc rằng, đại đức nên biết Phật pháp hoại, con được nghe vậy càng ưu não. Chẳng thể nói rộng duyên tội ấy, cũng lại chẳng thể giữ kinh đó, cũng chẳng thể làm cho sáng tỏ. Tỳ kheo đời ác khó trao lời, thời chư thiên thần đều than khóc. Bây giờ Phật nói với Ca Diếp, ta cũng biết trước ông chẳng thể thọ trì ủng hộ pháp chủng ta, chư thanh văn đệ tử của ta không thể thọ trì kinh như vậy, chứ chư Bồ Tát nương lục Phật mới thọ trì được pháp diệu này, nơi đời ác sâu hoặc sinh nghi, ta nay sẽ dứt người làm đó. Kinh này cho đâu trước lại không, chỉ do tỳ kheo ấy tạo tác, hoặc thấy kinh này nhiều vô lượng, vì độc tụng nên tâm kinh sợ, kinh ấy rộng lớn nhiều tán loạn, ai người độc tụng được rốt ráo. Nếu người nay thấy ông hỏi ta, còn nghe ta nay gì ông nói, người ấy nơi đời tầm ác sâu, được nghe kinh này liền hoan hỷ. Đức Phật thuyết về việc hộ pháp, vô lượng chúng phát tâm bồ đề, những chúng sinh ấy đều nghĩ rằng, ta ở đời sau nghe pháp này, cũng giúp cúng dường chư Thế Tôn, nhất tâm cầu tìm trí tuệ Phật, cúng dường xá lợi cùng tác miếu, tôn tạo tu sửa các hình tượng. Bây giờ Tôn giả A Nan liền đứng dậy, vắt một vai vạt y để trồng vai bên phải, đầu của bên phải chạm sắc đất, chắp tay cung kính thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, kinh này sẽ được gọi tên là gì và làm thế nào để thọ trì? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, kinh này tên là Thâu Nhiếp Các Căn Lành, cũng gọi là Chốn Nương Tựa của Phật Đức. Khích lệ tâm các vị Bồ Tát, cho hỏi của Bồ Tát cũng có tên là dứt trừ tất cả mọi mối nghi của chúng sinh, nên theo đúng những ý nghĩa ấy mà thọ trì. Đức Phật nói kinh này xong, Tam Mạng A Nan, Bồ Tát Kiên Ý, chư Thiên Long Thần, Cả Thất Bà Atula, nhân phi nhân cùng với hết thảy đại chúng đều hết sức hoan hỷ, tin thọ lời Phật dạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ quyển 10. Vì đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.